Kính thưa quý vị, hôm nay trên ttv, anh chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả nông văn tìm về bí mật cuộc đời của nguyễn tất trung con trai ông hồ chí minh trước tiên anh chi xin thưa rằng đây là một bài viết của tác giả có tên là nông văn tìm ttv xin lược đọc để rộng đường dư luận về những mẫu chuyện thâm cung bí sử của các lãnh đạo cộng sản việt nam ttv không có tham vọng định hướng dư luận về việc tin hoặc không tin quý vị tùy theo sự quan tâm của mỗi người có thể tự tìm hiểu thêm bài viết như sau dưới chế độ cộng sản những câu chuyện thâm cung bí sử của đảng và đời tư của các lãnh tụ luôn là đề tài cấm kỵ đối với dân chúng nhưng càng cấm đoán người ta càng đi tìm sự thật chuyện về những người đàn bà đi qua cuộc đời ông hồ chí minh là một ví dụ dù xảy ra đã lâu nhưng người đời vẫn luôn bàn tán, cất công đi tìm sự thật, bởi họ không tin hình ảnh cha già dân tộc của ông Hồ do Đảng Cộng sản Việt Nam nặng ra. Tháng 6 năm 2004, trên giường bệnh, ông Vũ Kỳ, sinh năm 1921, mất năm 2005. Ông Vũ Kỳ từng là thư ký riêng của ông Hồ gần một phần tư thế kỷ. Từ năm 1945 cho đến khi ông Hồ qua đời năm 1969, đã kể với bà Nguyễn Thị Tình, giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh về chuyện kén vợ của ông Hồ. Tính bà Tình cẩn trọng nên đã cho ghi âm lại lời ông Vũ Kỳ và gửi lên cấp trên. Nội dung lọt ra ngoài, trong đó có các chi tiết đáng chú ý. Trong băng ghi âm, ông Vũ Kỳ cũng cho biết hai vấn đề chính. Một là cả ba đảng Cộng sản Việt Nam, đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên cùng tìm vợ cho ông Hồ. Hai là tiêu chí chọn vợ của ông hồ là gái trẻ đẹp có học vấn đạo đức tốt và ông muốn gặp trực tiếp chứ không đồng ý xem qua ảnh vì vậy mới có ít nhất hai cô gái tuổi đôi mươi trong số nhiều cô gái được tiến cung đã để lại dấu vết trong đó có một cô dính bầu và sinh ra một đứa bé vô thừa nhận về sau trở thành con nuôi của ông vũ kỳ vậy cô gái đó là ai sâu chuỗi nhiều thông tin từ các nguồn tư liệu, từ các nhân chứng, sự thật câu chuyện dần dần lộ ra ánh sáng mà nhiều người đã biết, nhưng câu chuyện vẫn chưa thật đầy đủ. Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin để người dân có đầy đủ những mảnh ghép hiện đang thiếu. Bà Nông Thị Xuân, sinh năm 1932, dân tộc Tài, quê làng Hà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Năm 1954, bà Xuân làm công tác y tá trong một đơn vị quân nhu. Cuối năm 1954, Việt Minh tiếp quản thủ đô. Trung ương đảng cũng chuyển từ Việt Bắc về Hà Nội. Dinh toàn quyền Pháp ở Đông Dương tọa lạc tại Hà Nội, được lấy làm phụ chủ tịch. Ông Hồ Chí Minh sống và làm việc ở trong thời gian này. Lúc bây giờ, ông Trần Đăng Ninh là ủy viên Trung ương đảng, chủ nhiệm tổng cục hậu cần, đã gặp và thuyết phục bà Xuân về Hà Nội giao trách nhiệm phục vụ Bắc Hồ. Một thời gian sau, bà Xuân có thai, sinh một cậu con trai vào tháng 3 năm 1956, được đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Thiên hạ thời đó quả quyết rằng cậu bé đó chính là con trai ông Hồ. Nhưng ông Vũ Kỳ phủ nhận bảo rằng không phải con bác Hồ mà là do cánh cảnh vệ tấn công để lại hậu quả. Tuy nhiên, mọi người dễ dàng nhận ra lời nói dối của ông Vũ Kỳ theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và của cả ông Hồ nữa. Lúc bà Nông Thị Xuân mang thai rồi sinh con. Bởi không có cậu cảnh vệ nào điên đến mức dám tấn công bóng hồng của ông Hồ ngay trong phủ chủ tịch để rồi đón nhận bản án tử hình chờ sẵn. Có lẽ vì hào quang hư ảo, vì thể diện của cấp cao cộng sản hoặc trung ương đảng muốn giữ thanh danh cho lãnh tụ, mà số phận bà Nông Thị Xuân kết thúc một cách thảm khốc và kinh hoàng vào ngày 12 tháng 2 năm 1957. Hai cô gái vô tội ở cùng với bà Xuân là cô Vàng, em ruột, và cô Nguyệt, em họ, cũng đã bị giết chết một cách dã man, tàn bạo sau đó không lâu. Câu chuyện về cái chết của những cô gái này xin không kể ra đây. Chúng tôi chỉ muốn kể tiếp câu chuyện về thân phận của một đứa trẻ và cuộc đời của một con người, dù có cha nhưng không được phép nhận, bị bắt buộc phải hy sinh quyền được làm con để người ta biến cha của mình trở thành cha già dân tộc. Thời điểm bà Nông Thị Xuân phục vụ trong phủ chủ tịch, còn có nhiều cô gái trẻ cùng làm việc trong đó. Một người bạn rất thân với bà Xuân là bà Đặng Thị Ngọc Lan, sinh năm 1932, mất năm 2020, quê ở Phú Trinh, Phan Thiết, nay là tỉnh Bình Thuận. Bà Lan đi theo việc Minh làm y tá, tập kết ra Bắc năm 1954, cũng được đưa về chăm sóc sức khỏe cho ông Hồ ở phủ chủ tịch. Sau khi bà Xuân bị giết hại, cậu bé Nguyễn Tất Trung được giao cho bà Ngọc Lan nuôi nấng hơn một năm, rồi mới chuyển cho vợ chồng của tướng Chu Văn Tấn Sinh năm 1910, mất năm 1984, Chu Văn Tấn lúc đó là ủy viên trung ương đảng, tư lệnh kim bí thư quân khu Việt Bắc, nuôi Nguyễn Tất Trung, được tướng Tấn đặt tên là Chu Văn Trung. Trong ký ức sơ khai và mãi đến sau này, Nguyễn Tất Trung luôn cho rằng đó là những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc nhất trong đời. Cuối năm 1962, Nguyễn Tất Trung, hơn 6 tuổi, lo sợ tung tích của Trung bị lộ, trong lúc có quá nhiều đồn đoán về thân thế của đứa con nuôi của tướng Chu Văn Tấn lan ra ở Việt Bắc. Các lãnh đạo cấp cao lại tách Trung ra khỏi gia đình tướng Tấn để đưa vào trung tâm trẻ mồ côi thuộc Hội Phụ Nữ Cứu Quốc. Đó là chuỗi ngày cô đơn, vô gia đình, trôi nổi thê lương đối với một cậu bé lên 6 tuổi như Trung. Mấy năm sau, người ta lại đưa Trung ra khỏi trung tâm trẻ mồ côi giao cho ông Vũ Kỳ nuôi, lập khai sinh mới, lùi năm sinh 2 năm. Từ đó, Trung theo họ của ông Vũ Kỳ, mang họ tên mới là Vũ Trung, sinh năm 1954. Tuổi thơ dữ dội, đớn đau và buồn tuổi mà Trung đã trải qua, giúp Vũ Trung lờ mờ nhận ra rằng mình chỉ là đứa con vô thừa nhận, dù cha có đang còn sống, nhưng cha con không được phép nhận nhau. Năm 1968, khi 12 tuổi, tuổi thật, Vũ Trung được vào học lớp B6 khóa 8 trường văn hóa quân đội Nguyễn Văn Trỗi, còn gọi là trường thiếu sinh quân Trỗi. Học dở dàng, Vũ Trung được động viên vào chảo lửa miền Nam, in dấu chân trên nhiều chiến trường. Mùa hè năm 1972, mới hơn 16 tuổi, Vũ Trung cũng đã có mặt để đánh nhau với quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở thành cổ Quảng Trị. Mặc dù may mắn sống sót trở về, nhưng đoạn đường phía trước vẫn đầy gần thác, chứ không có trải hoa hồng cho con trai của một vị lãnh tụ tối cao. Trong hành trình theo dấu chân Nguyễn Tất Trung, chúng tôi đã tìm ra sự thật. Không đúng như những theo dệt rằng Vũ Trung bị tiêm thuốc lú, bị đầu độc thần kinh. Ngược lại, anh ta hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Sau năm 1975, Vũ Trung quay về Hà Nội để đi học tiếp phổ thông trung học không có bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào của đảng và nhà nước có thái độ ứng xử tốt đẹp, thừa nhận hay chiếu cố đến giọt máu của ông Hồ. Từ chiến trận trở về, Vũ Trung cũng phải cặm cụi học và tự bản thân phấn đấu để có chỗ đứng trong xã hội. Một mặt nhờ núp dưới thân phận con ông Vũ Kỳ, mặt khác với sự giúp đỡ từ các bạn bè trường thiếu sinh quân năm xưa, nay thành đạt, nhờ đó Vũ Trung cũng có được ít nhiều ưu ái để tiến thân. Năm 1995, Nguyễn Chí Vịnh, con tướng Nguyễn Chí Thanh kéo Vũ Trung về Tổng cục Tình báo Quân đội Tổng cục 2 để làm việc. Để giữ kín thân phận và tránh mọi soi mói của dư luận xã hội, dù quá tuổi khá lâu, Vũ Trung vẫn được giữ lại trong biên chế đương chức của Tổng cục 2 cho đến tháng 6 năm 2021, Trung mới được phép nghỉ hưu với quân hàm đại tá về chuyện hôn nhân. Mãi đến năm 1990, Vũ Trung mới kết hôn với một cô gái có tên là Lưu Thị Duyên, sinh năm 1967. Họ có với nhau một con trai sinh năm 1992 đặt tên là Vũ Thành. Điều khá bất ngờ là Vũ Thành không thể chen chân vào được những chỗ ngon ăn như hải quan, công an, các tổng công ty nhà nước hay một chức quan nào trong bộ máy công quyền. Con trai của Trung phải đi làm cu ly, hết chỗ này đến chỗ khác. Điều đó chứng tỏ ông bố Vũ Trung thật sự không có quyền lực. Ở tuổi 29, cháu nội đích tôn của ông Hồ Chí Minh hiện đang kinh doanh một cửa hàng sửa chữa mua bán điện thoại di động nho nhỏ ở thủ đô. Cũng nói thêm rằng, thông qua nhiều manh mối, Vũ Trung trước đây cũng đã tìm được mộ mẹ bà Nông Thị Xuân được an táng ở Cao Bằng và gia đình bên ngoài. Về phần y tá Đặng Thị Ngọc Lan, sau này bà Lan được cấp trên cho đi học chuyên tu lên bác sĩ, lấy chồng là đại tá hải quân Nguyễn Trương, sinh năm 1927, mất năm 1985. Bà Lan sinh được một con trai và hai cô con gái. Sau năm 75, bà về làm phó ban quân y xí nghiệp Ba Son, Bộ Tư lệnh Hải quân, đóng tại Tân Cảng, Sài Gòn. Giấu kín bí mật mãi trong lòng. Cho đến năm 2017, ở tuổi 85, bà Đặng Ngọc Lan Cô y tá nuôi nấng Vũ Trung năm xưa trong phủ chủ tịch mới dám tiết lộ cho các con mình một phần sự thật và họ đi tìm Vũ Trung. Nỗi khát khao tình mẹ của Vũ Trung cũng được bù đắp phần nào khi gặp lại bà Lan, người mẹ nuôi ẩm bồng mình thời thơ ấu. Bà Đặng Thị Ngọc Lan qua đời ngày 4 tháng 12 năm 2020. Vũ Trung đã lễ hiếu đưa vợ con vào Sài Gòn chịu tang mẹ nuôi. Vũ Trung cũng là người chịu khó trong việc đi tìm cội nguồn. Hàng năm, Trung đều đưa vợ con về dân hương mộ bà nội Hoàng Thị Loan ở Nghệ An, mộ ông nội Nguyễn Sinh Sắc và dự dỗ ông tại Đồng Tháp. Vũ Trung cũng đã được Vương Chí Nghĩa, sinh năm 1927, tức là con trai út của ông Nguyễn Sinh Sắc, với người vợ họ Mai quê ở Đồng Tháp cùng con cháu nhìn nhận huyết thống họ hàng Ông Vương Chí Nghĩa hiện đang sống tại chùa Phật Quang trên núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu cùng với con trai Vương Tấn Việt, tức Thượng Tọa Thích Trân Quang, sinh năm 1958. Hiện Vũ Trung cùng vợ và con trai đang sống cuộc sống tương đối khá giả tại một căn biệt thự 4 tầng sang trọng. Phía trước có vườn cây ăn quả sum xuê ở Gia Lâm, Hà Nội. Tạo hóa thật trớ trêu sẽ không bao giờ Vũ Trung được công nhận là con của ông Hồ, cũng như ông Vương Chí Nghĩa, không được xác nhận chính danh là con cụ nguyễn sinh sắc xa hơn cụ sắc cũng không hề được công nhận là con của cử nhân hồ sĩ tạo trong chính sử bí mật cuộc đời của nguyễn tất trung tức vũ trung được ví như một bức tranh mù sương hư ảo theo năm tháng phủ lên một gia tộc tột đỉnh vinh quang nhưng không kém phần bi kịch và cay đắng từ các tiền nhân đến vũ trung con trai anh ta và có thể các thế hệ cháu con sau này mãi mãi là những người không có được phép nhận cha mẹ ruột của mình anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau